cú đá không chuẩn xác. Ở cự ly như vậy, Thông Lao đã từng có được những bàn thắng. Thông Lao. Cú đá tiếp theo của Thông Lao đi không trúng đích. Sau khi đã mùa giải năm nay, khi ở trận đấu thứ ba liên tiếp trên sân khách, họ chưa có cơ hội giành được. Cú dứt điểm là của Thông Lao, người nhà bóng trong thí vừa rồi là Minh Nghĩa. Nhưng một lần nữa trong trận đấu này, Thông Lao bị theo rất sát và cú đá của anh thì vẫn đang bị dẫn. Trong khi đó thì bên phía đội chủ nhà, Thông Lao không được. Thông Lao vừa có bóng trong vòng cấm của đội khách, nhưng đó không phải là một pha xử lý quen thuộc của Thông Lao, một cú đá bằng mù chính diện, mà một thay vào đó là một cú khứa lòng chân trái. Và tiền vệ Nhạc Trường của đội Hờ Lan Đem khá nguy hiểm. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã thuộc về các thủ khách Hoàng Anh Gia Lai. Đường truyền từ bên cánh trái của Roland Dem đã đặt Đắc Sa Con Thông Lao vào một tư thế tương đối thuận lợi. Mặc dù đang hưng phấn với Sáu Tăng Tuấn. Cú sút xa không nguy hiểm vừa rồi là của Sakda. Bên phía Hà Nội ACB có vào sân để thay cho Jonathan Mueller.